Đây là cái mạch hoàn chỉnh này. Nói hoàn chỉnh thì nó cũng không đúng lắm, bởi vì là mình còn thiếu cái con chip lập trình ở đây. Mình chưa viết kịp viết chương trình cho nó. Nên là nó sẽ chỉ có chức năng cơ bản nhất là chức năng hạ áp thôi. Còn nhiều chức năng khác nữa thì mình sẽ hoàn thiện sau. Chào mọi người nhé. Nếu anh em mà dùng năng lượng mặt trời không lạ gì cái con sạc MPPT này. Đấy. Nó được mệnh danh là cái dòng thần thánh luôn. Con này thì có cái điện áp vào là từ 23V đến 180V, sạc cho ắc quy hệ từ 12V đến 48. Và cái dòng sạc tối đa là 45A. Đấy, sử dụng cho những cái bạn mà có tấm pin dưới 180V. Đây là cái tấm PV của mình. Tổng cộng thì mình có 7 tấm. Mỗi tấm là 385W. Cái điện áp hở mạch của nó rơi đâu đó tầm 301-302. Và mình đang chạy cho một cái biến tần hòa lưới bán tải. Thì cái này chắc chắn là không sử dụng được cho cái sạc MPPT vừa giờ rồi. Bởi vì cái điện áp của nó quá là cao. Đấy, nó gần như gấp đôi luôn. Đây chính là cái giải pháp mà mình định sử dụng. Nó là cái mạch hạ áp cho sạc MPPT. Cái mạch này nó sẽ cho phép điện áp vào từ 150V DC đến 450V DC. Và cái điện áp ra của nó là từ 100 đến 180 thì nó sẽ phù hợp với cái sạc MPPT kia. Đấy. Đây là biến áp EE55 nhé. Sơ cấp thì mình sẽ quấn tầm 20 vòng. Nó sẽ phù hợp với cái điện áp pin nhà mình. Còn nếu như mà cái dàn của bạn có điện áp khác thì mình sẽ quấn tăng giảm cái số vòng này, nó phụ thuộc cái điện áp đấy nhé. Nhà mình nó tầm khoảng 300V thì mình sẽ quấn tầm 20 vòng. Đây là biến áp EE55 nhé. Sơ cấp thì mình sẽ quấn tầm 20 vòng. Nó sẽ phù hợp với cái điện áp pin nhà mình. Còn nếu như mà cái dàn của bạn có cái điện áp khác thì mình sẽ quấn tăng giảm cái số vòng này, nó phụ thuộc cái điện áp đấy nhé. Nhà mình nó tầm khoảng 300V thì mình sẽ quấn tầm 20 vòng. Đấy, ok, phần sơ cấp rồi. Rồi mình sẽ dùng cái băng dính nhà mình bọc nó lại. Đây là linh kiện của nó này. Bo nguồn này. Chúng ta có hai diode xung 60A và 300V này, một phét này, quận lọc đầu ra này, tụ lọc này và các tụ điện. Bo nguồn này đây, điện áp xung. Đây là cái mạch hoàn chỉnh này. Nói hoàn chỉnh thì nó cũng không đúng lắm, bởi vì là mình còn thiếu cái con chip lập trình ở đây. Mình chưa viết kịp viết chương trình cho nó. Nên là nó sẽ chỉ có chức năng cơ bản nhất là chức năng hạ áp thôi. Còn nhiều chức năng khác nữa thì mình sẽ hoàn thiện sau. Chúng ta có đầu vào PV ở đây và đầu ra sạc MPPT ở đây. Đây là con diode nắn này. Nắn đầu ra và đây là hai con MOSFET. Cái mạch này sử dụng cấu trúc nửa cầu nhé. Test nhé, mình test thử cái mạch này. Mạch này nó có cái tỷ lệ chia là 2:1 nhé. Tức là nó giảm một nửa áp đầu vào. Đầu vào là 300V thì nó ra là 150. Đấy. Mình đã kết nối cái mạch này với một chiếc máy cấp nguồn 110V. Khởi động máy cấp nguồn này. Đấy. Nó có điện áp vào là 115V. Đây là cái đồng hồ đo điện áp ra và cái oscilloscope đo dạng sóng kích rate. Chúng ta bật nguồn này. Đó. Đây là dạng sóng rate này. Điện áp ra là 62V. Bằng 1/2 áp vào. Áp vào 115.
ra là 62,8V. Tắt này. Đó. Bật này. Mình này có khởi động mềm cho hai con fan nhé. Đấy. Ok. Rồi mình sẽ test nó với PV nhé. Đây là cái hệ thống test của mình. Đấy. Thì đây là cái đường dây này này. Đó là cái đường dây từ PV đi xuống. Từ pin mặt trời đi xuống. Và nó có cái điện áp là 285 V đi vào cái mạch này. Và đầu ra của nó này. Đây. Đã được kết nối với lại mạch MPPT. Cần nhìn nhá, đầu vào đang không có điện áp này. Đấy. Bây giờ mình bật công tắc nhá. Bật công tắc này. Đầu vào này. Đó, ok. Thì nó đã chuyển điện từ 280V chuyển thành 160V này, 150V. Đó. Và nó cấp cho con MPPT này hoạt động nhé. Đó. Và cái MPPT này đang kết nối với một chiếc inverter 2000W và một cái bộ pin. Nó đang sạc cho pin hiện tại đang là đây. Quy đầy rồi, nó chỉ sạc có 40W thôi. Bây giờ mình sẽ bật cái bóng đèn này lên, bật cái inverter lên để cho nó xả cái điện từ ắc quy này ra. Đó. Ok nhá. Inverter đang hoạt động này. Và nó đang hút sạc từ con sạc thêm là hơn 300W nữa. Đấy. Và cái điện áp PV đang là 270V. Đấy. Nó đang tải một cái bóng đèn kia nên là nó sẽ rút thêm điện từ con MPPT này, chuyển sang này. Đấy. PV là 207 nhá. Tuy nhiên vẫn chạy được cái con MPPT này. Nếu mà sử dụng cái mạch hạ áp ấy, bạn thấy không? Rất là ok nhé. Đầu ra đang là 300W. Đấy, coi như là nó hoàn toàn nó chạy từ PV ấy, chạy cái inverter này chạy hoàn toàn từ PV luôn. Ok. Sử dụng thêm một cái tải nữa nhé. Đấy. Tải nó đang kết nối với con inverter và cái bạn ấy nhá. Hiện tại cái công suất của nó đang là 360 nhé. Bây giờ mình sẽ bật thêm cái quạt này. Đấy. Xem công suất nó thay đổi như thế nào. Đó. Ngay lập tức nó tăng lên hơn 400W luôn. Đầu vào PV đang là 275V. Qua cái mạch này nó đổi thành 150V và đang tải công suất là khoảng hơn 400. Chạy rất là ok nhé. Mày đã thành công rồi.